Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin ông Phạm Nhật Vũ AVG vừa bị bắt tạm giam là ai. Ông Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch AVG vừa bị khởi tố bắt tạm giam liên quan đến thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, được đánh giá là người khá kín tiếng. Ngày 13 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG. Ông Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ, quy định tài khoản 4, điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Ông Phạm Nhật Vũ, sinh năm 1972, quê tại Hải Phòng, là người theo đạo Phật. Ông Vũ được đánh giá là người khá kiến tiếng. Ông Phạm Nhật Vũ từng là chủ tịch An Viên Grab. Tập đoàn này có khá nhiều công ty con trong đó có công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu công ty cổ phần truyền thông và viễn thông an viên công ty cổ phần an minh công ty cổ phần truyền thông trí thức ở danh sách những người giàu nhất việt nam trên sàn chứng khoán không có tên ông phạm nhật vũ tuy nhiên giới kinh doanh địa ốc khoáng sản và truyền thông chắc chắn không có ai không biết đến ông vũ ngoài kinh doanh trong giáo hội phật giáo việt nam ông vũ là cư sĩ và tham gia vào ban thông tin và truyền thông của trung ương giáo hội theo các thông tin được tiết lộ về ông phạm nhật vũ Suốt thập niên 90 và đầu những năm 2000, ông làm ăn tại Liên Xô, sau đó trở về nước và kinh doanh bất động sản. Năm 2004, ông Vũ tuyển dụng một nhóm nhân sự và bắt đầu nghiên cứu truyền hình trả tiền. 4 năm sau, công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG đã chính thức ra đời và ngày 11 tháng 1 năm 2010, truyền hình An Viên mới bắt đầu phát sóng thử nghiệm. Và một năm sau đó là khai thác thương mại. Vốn điều lệ là 1.800 tỷ đồng và sự đầu tư bài bản của ông Phạm Nhật Vũ, AVG đã có bước phát triển khá để sau đó trở thành đơn vị nắm giữ số lượng giấy phép nhiều nhất trong số các doanh nghiệp truyền hình trả tiền được cấp phép. Mặc dù xuất hiện trên truyền thông với tuần suất thấp như thế, nhưng mỗi lần xuất hiện, ông Phạm Nhật Vũ lại khiến dư luận xôn xao. Ông Vũ được công chúng biết đến nhiều hơn khi mua độc quyền bản quyền truyền hình giải bóng đá V-League 20 năm. Ngay sau đó, Bầu Kiên đăng đàn phản đối thành lập công ty VPF với mục tiêu giành lại giải này từ vff liên đoàn bóng đá việt nam đơn vị đã ký độc quyền với avg truyền hình an viên tại thời điểm đó nhiều bài viết chĩa mũi nhọn vào avg nhưng ông vũ vẫn im lặng một thời gian khá dài có nhiều thông tin khác nhau về avg cá nhân tôi không sợ người ta nghĩ xấu hay nghĩ sai về mình tôi chỉ sợ cái tâm mình sai tâm mình xấu thôi ông vũ chỉ ngắn gọn khi báo giới chất vấn với đối tác cũng như thuộc cấp ông vũ thường nói về chất lý tôi là người luôn tiết kiệm lời hứa bởi tôi không muốn mình là người thất hứa. Trên thực tế, ông Vũ đã nói là làm, gần như không thất hứa bao giờ. Đặc biệt là từ đầu năm 2018, cái tên Phạm Nhật Vũ lại nổi đình nổi đám với việc hủy bỏ thương vụ 8.900 tỷ đồng giữa AVG với Mobifone. Cụ thể là vào năm 2016, Mobifone công bố thông tin đã hoàn tất đàm phán mua 95% cổ phần AVG, tổng giá trị thương vụ là 8.889 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 2 năm, Ngày 12 tháng 3 năm 2018, hợp đồng mua cổ phần giữa Mobifone với AVG đã được hai bên thống nhất hủy bỏ dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Phía AVG nhận lại cổ phần công ty và hoàn trả các khoản tiền đã nhận từ Mobifone. Trong khi đó, phía Mobifone làm các thủ tục hủy bỏ hợp đồng. Theo kết luận thanh tra, Mobifone đã để xảy ra rất nhiều khuyết điểm vi phạm trong việc đề xuất đầu tư, đánh giá thực trạng tài chính, kinh doanh của AVG lựa chọn các đơn vị tư vấn thẩm định giá, trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt dự án đầu tư. Khi báo cáo đề xuất đầu tư chuyển nhượng công ty cổ phần AVG và lập dự án đầu tư trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, MobiFone đã báo cáo không trung thực, không đầy đủ, đánh giá không đúng thực trạng tài chính rất xấu của AVG, thậm chí còn đánh giá khả quan về tình hình tài chính, kinh doanh của AVG. Khi lựa chọn phương án đầu tư, MobiFone không khảo sát, không lựa chọn đơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ truyền hình để tư vấn phương án kinh doanh, không xây dựng phương án đầu tư mới để có căn cứ so sánh. MobiFone đã lập và trình bộ thông tin truyền thông phê duyệt dự án khi không loại trừ hai khoản đầu tư ngoài ngành của AVG, thể hiện sự thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái quy định. Những vi phạm làm trái quy định thiếu trách nhiệm của MobiFone đã gây nguy cơ hiện hữu là thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước tại MobiFone khoảng hơn 7 ngàn tỷ đồng, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và các năm tiếp theo. Trong đó, lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2016 so với năm 2015 là 321,7 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến năm 2017 là hơn 1.900 tỷ đồng. Đồng thời, ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa MobiFone. Thanh tra chính phủ đã khẳng định, dự án đầu tư này chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone là vi phạm luật đầu tư vi phạm quy định của chính phủ liên quan đến thương vụ này, sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và ngày 23 tháng 2 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bắc son và ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì những sai phạm. Ông Nguyễn Bắc son và ông Trương Minh Tuấn cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại khoản 3 điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ông Son, ông Tuấn, liên quan đến thương vụ này, nhiều cán bộ khác của Bộ Thông tin và Truyền thông, phồn cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin tiếp theo.